Con le parole del Salmo abbiamo pregato. Với những lời của Thánh Vịnh, chúng ta đã cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, linh hồn con đã khát khao Ngài. Tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. Lời kêu cầu tuyệt vời này đồng hành trên hành trình cuộc đời của chúng ta, giữa những sa mạc mà chúng ta được mời gọi băng qua. Và chính tại miền đất khô hạn này, tin mừng đã đến với chúng ta. Chúng ta không đơn độc trên hành trình của mình. Sự khô hạn của chúng ta không có khả năng làm cằn cỗi mãi mãi cuộc sống của chúng ta. Tiếng kêu khát của chúng ta không cứ mãi bị làm ngơ. Thiên Chúa Cha đã sai con của Người đến ban nước hằng sống để làm dịu tâm hồn chúng ta. Và Chúa Giê-xu, như chúng ta vừa nghe Người trong tin mừng, chỉ cho chúng ta con đường làm dịu cơn khát của chúng ta. Đó là con đường tình yêu mà Người đã đi đến tận cùng, đến tận thập giá. Và trên đó, Người mời gọi chúng ta đi theo Người, liều mất mạng sống mình để có lại nó. Chúng ta hãy cùng nhau dừng lại ở hai khía cạnh này, cơn khát nơi chúng ta và tình yêu làm dịu cơn khát của chúng ta. Trên hết, chúng ta được mời gọi nhận ra cơn khát nơi chúng ta. Tác giả Thánh Vịnh kêu cầu Chúa giải thoát khỏi cơn khát vì sự sống của tác giả giống như sa mạc. Những lời của tác giả Thánh Vịnh cộng hưởng cách đặc biệt ở một vùng đất như Mông Cổ, một lãnh thổ rộng lớn, giàu lịch sử và văn hóa, nhưng cũng được đánh dấu bởi sự hiu quạnh của thảo nguyên và khô hạn của sa mạc. Nhiều người trong số anh chị em đã quen với vẻ đẹp và sự mệt nhọc của việc bước đi. Một hành động gợi lại một khía cạnh thiết yếu của linh đạo Kinh Thánh được thể hiện qua hình ảnh Abraham và nói chung hơn, đặc trưng của dân Israel và của mọi môn đệ của Chúa. Thật sự, tất cả chúng ta đều là những kẻ du mục của Chúa, những kẻ hành hương đi tìm hạnh phúc, những kẻ lữ hành khao khát tình yêu. Vì thế, sa mạc được tác giả Thánh Vịnh nói đến, gợi lên cuộc sống của chúng ta. Chúng ta là mảnh đất khô hạn đó, vốn đang khát dòng nước trong, một thứ nước làm dịu cơn khát ở tận cõi thâm sâu. Chính con tim chúng ta mong muốn khám phá bí mật của niềm vui đích thực. Bí mật có thể đồng hành và nâng đỡ chúng ta, ngay cả giữa sự khô cằn hiện sinh. Đúng vậy, chúng ta mang trong mình một khao khát hạnh phúc không thể nguôi ngoai. Chúng ta đang tìm kiếm ý nghĩa và phương hướng cho cuộc sống của mình, tìm kiếm động lực cho những hoạt động mà chúng ta thực hiện hàng ngày. Và trên hết, chúng ta khao khát tình yêu, bởi vì chỉ có tình yêu mới thực sự làm chúng ta thỏa mãn, làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu, mở ra cho chúng ta niềm tin và cho phép chúng ta tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống. Anh chị em thân mến, đức tin Kitô giáo đáp lại cơn khát này. Hãy suy xét nó cách nghiêm túc, đừng loại bỏ nó, đừng cố gắng xoa dịu nó bằng những hình thức giảm nhẹ hoặc thay thế. Bởi vì mầu nhiệm cao cả của chúng ta nằm ở niềm khao khát này. Nó mở ra cho chúng ta một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa tình yêu, đấng đến gặp chúng ta để làm cho chúng ta thành con cái của Người và anh chị em của nhau. Giờ đây chúng ta đi đến khía cạnh thứ hai, tình yêu làm dịu cơn khát của chúng ta. Đây là nội dung của đức tin Kitô giáo. Thiên Chúa, đấng là tình yêu, nơi Chúa Giê-xu, con của Người, đã trở nên gần gũi bạn, muốn chia sẻ cuộc sống của bạn, những vất vả, những ước mơ, cơn khát hạnh phúc của bạn. Đúng là đôi khi chúng ta cảm thấy mình như một vùng đất sa mạc, khô không giọt nước, nhưng cũng đúng là Thiên Chúa chăm sóc chúng ta và ban cho chúng ta dòng nước trong lành và làm dịu cơn khát. Dòng nước chảy tuôn tràn nơi chúng ta, đổi mới chúng ta, giải phóng chúng ta khỏi nguy cơ cháy khát. Chúa Giê-xu ban cho chúng ta nước này, như Thánh Agustino khẳng định, nếu chúng ta nhận ra mình bị khát, thì chúng ta cũng sẽ nhận ra mình được giải khát. Thật vậy, nếu rất nhiều lần trong đời chúng ta trải qua sa mạc, cô đơn, mệt mỏi, cằn cỗi, chúng ta không được quên điều này. Để chúng ta không ngất xỉu trong sa mạc này, Thánh Agustino nói thêm, Thiên Chúa rảy trên chúng ta sương lời Người. Thật vậy, Người làm chúng ta cảm thấy khát, nhưng sau đó Người lại làm dịu nó đi. Thiên Chúa đã thương xót chúng ta và mở đường cho chúng ta trong sa mạc.
Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Và Người đã ban cho chúng ta niềm an ủi trong sa mạc, những người rao giảng lời Người. Người đã ban cho chúng ta nước trong sa mạc, đổ đầy Thánh Thần trên những người rao giảng để tạo nên nơi họ một nguồn nước dâng lên đến sự sống đời đời. Anh chị em thân mến, những lời này nhắc lại lịch sử của anh chị em, nơi sa mạc cuộc sống và nơi khó khăn của một cộng đoàn nhỏ bé. Chúa không để anh chị em thiếu nước lời Người, nhất là qua những người rao giảng và những nhà truyền giáo, những người được Chúa Thánh Thần sức dầu, những người gieo vẻ đẹp, và lời Chúa luôn đưa chúng ta trở lại với những điều thiết yếu của đức tin. Hãy để cho mình được Thiên Chúa yêu thương, hầu cho cuộc sống của chúng ta trở thành một lễ vật yêu thương. Bởi vì chỉ có tình yêu mới thực sự làm dịu cơn khát của chúng ta. Đó là điều Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay đã mạnh mẽ nói với tông đồ Phêrô. Ông không chấp nhận sự thật rằng Chúa Giêsu phải chịu đau khổ, bị các nhà lãnh đạo dân chúng vu cáo, chịu khổ hình rồi chết trên thập giá. Phêrô phản ứng, phản kháng. Ông muốn thuyết phục Chúa Giêsu rằng Người sai. Bởi vì theo ông, và chúng ta cũng đã nghĩ như vậy, rằng đấng Messiah không thể có kết cục thất bại và Người tuyệt đối không thể bị đóng đinh vào thập giá như một tội phạm bị Thiên Chúa bỏ rơi. Nhưng Chúa đã khiển trách Phêrô vì lối suy nghĩ này là theo kiểu thế gian, chứ không theo Thiên Chúa. Nếu chúng ta cho rằng thành công, quyền lực của cải vật chất là đủ để thỏa mãn cơn khát trong cuộc sống, thì đây là não trạng thế gian, không dẫn đến điều gì tốt đẹp, trái lại còn khiến chúng ta khô cằn hơn trước. Ngược lại, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường. Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Anh chị em thân mến, con đường tốt nhất là hãy ôm lấy thánh giá của Chúa Kitô, nơi tâm điểm Kitô giáo có tin sốc và lạ thường này. Khi bạn mất đi sự sống mình, khi bạn dâng hiến nó cách quảng đại, khi bạn mạo hiểm nó qua sự dấn thân trong tình yêu, khi bạn biến nó thành quà tặng miễn phí cho người khác, thì sự sống đó sẽ quay trở lại với bạn cách dồi dào và nó mang lại cho bạn một niềm vui không mất, một sự bình an trong tâm hồn, một sức mạnh nội tâm nâng đỡ bạn. Đây là sự thật mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta khám phá, mà Chúa Giêsu muốn mặc khải cho tất cả anh chị em, cho vùng đất Mông Cổ này. Anh chị em không cần phải lớn lao, giàu có hay quyền lực mới có được hạnh phúc. Chỉ có tình yêu mới làm thỏa cơn khát trái tim chúng ta. Chỉ có tình yêu mới chữa lành vết thương của chúng ta. Chỉ có tình yêu mới mang lại cho chúng ta niềm vui đích thực. Và đây là con đường Chúa Giêsu đã dạy và mở ra cho chúng ta. Vậy chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa nói với Phêrô: hãy lui lại đằng sau Thầy. Nghĩa là hãy trở thành môn đệ của Thầy. Hãy bước đi trên con đường Thầy đi và đừng suy nghĩ theo kiểu thế gian nữa. Khi đó, với ân sủng của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ có thể bước đi trên con đường tình yêu. Thậm chí, yêu thương có nghĩa là từ bỏ chính mình, đấu tranh chống lại sự ích kỷ cá nhân và thế gian, chấp nhận mạo hiểm để sống tình huynh đệ. Bởi vì nếu đúng là tất cả những điều này đều đòi hỏi phải trả giá bằng vất vả hy sinh và đôi khi phải leo lên thập giá, và càng đúng hơn, khi chúng ta mất mạng sống vì tin mừng, thì Chúa lại ban cho chúng ta tràn đầy tình yêu và niềm vui một cách tràn đầy và mãi mãi. Piena di amore e di gioia per l'eternità.